Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Hugo Boss. Chiếc mắt kính này đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng. Khi khách hàng đặt mua trực tiếp trên website, các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Bây giờ mình sẽ mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong cũng như là cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Bên trong chúng ta thấy là một lớp giấy gói và sau đó là chính là app for. Rồi mình sẽ mở ra. Lần này thì họ gói hàng khá là lạ, họ để một chiếc mắt kính ở bên ngoài. Đây, một chiếc túi ni lông bọc chiếc mắt kính của chúng ta bên ngoài. Và đây là một chiếc túi đi đựng mắt kính và họ để riêng ra. Mình cũng chưa hiểu lý do tại sao, nhưng mà đây là cách quy chuẩn đóng gói của họ, nó hơi lạ một chút xíu nha các bạn. Rồi mình tạm thời mình sẽ để chiếc hộp giấy qua một bên đi đến nhân vật chính của chúng ta. Với thương hiệu Hugo Boss. Nói sơ về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết, đây sẽ để như vậy cho dễ thấy hơn nha. Hugo Boss, công ty này được thành lập vào năm 1924 bởi Hugo Boss và ban đầu nhà sản xuất nên họ sản xuất quần áo rất là đa dụng nè. Với sự nổi lên của Đảng Quốc xã vào những năm 1930 thì Hugo Boss bắt đầu sản xuất và bán đồng phục của Đức Quốc xã. Boss cung cấp đồng phục cho chính phủ Đức thời chiến cho các tổ chức như là Hitler Youth và Waffen SS. Dẫn đến cái doanh số bán hàng tăng mạnh. Ngày nay thì Hugo Boss AG thường được gọi là Boss là một hãng thời trang cao cấp của Đức có trụ sở chính tại Meisingen, Baden-Württemberg. Công ty bán quần áo, phụ kiện, giày dép và nước hoa. Hugo Boss là một trong những công ty quần áo lớn nhất của Đức với doanh thu toàn cầu là 2,9 tỷ euro vào năm 2019. Rồi, đó là một vài nét tổng quan về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi đến chiếc túi này đầu tiên. Chúng ta sẽ thấy ngay một ba cuốn sách hướng dẫn sử dụng của Hugo Boss màu đỏ rất là nổi bật phía đằng sau này. Và đây chúng ta sẽ có chiếc túi này, chiếc túi đựng, mình nghĩ là như thế. Mình sẽ mở ra nha. Để xem vì sao họ lại để riêng hai sản phẩm ra như thế này. Đây nó khá là dẹp nha các bạn. Đây. Có lẽ vì thế mà họ mới để chiếc kính bên ngoài. Đây là, xin lỗi các bạn, đây không phải là cuốn sách sử dụng mà đây là chiếc khăn lau của Hugo Boss luôn nha các bạn. Đây là một chiếc khăn lau màu đỏ cực kỳ nổi bật luôn. Để xem bên trong chúng ta sẽ có gì. Một chiếc hộp khá là lạ mắt. Chiếc hộp này là một chiếc hộp gấp nha các bạn. Đây, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây chính là chiếc hộp gấp và khi gấp lên sẽ như thế này. Rồi, mình đã hiểu lý do tại sao rồi. Họ để nguyên trạng. Ban đầu là đây là một chiếc hộp gấp và khi các bạn mở ra gấp lại thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp vuông. Cực kỳ ấn tượng nha các bạn, một thiết kế cực kỳ độc đáo và rất là nhỏ gọn. Rồi, đó là một cái điểm nhấn đầu tiên về sản phẩm ngày hôm nay. Mình sẽ để ra đây nha. Đây là một cái điểm nhấn khá là ấn tượng luôn. Còn đây chính là chiếc mắt kính của chúng ta, cùng với đó là một lớp ni lông bảo vệ bên ngoài và một chiếc tem. Đây thuộc tập đoàn Safilo Group, tập đoàn này cũng của Ý nha các bạn. Chúng ta sẽ có tên thương hiệu là Boss nè. Và một cái mã 086 này chính là mã màu Havana, cái này là màu đồi môi. Và thông số 53-21-145 chính là độ rộng kính, cầu kính và chiều dài càng kính của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ mở chiếc túi ni lông này để đi thẳng vào nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay luôn. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Hugo Boss họ bảo vệ hai chiếc càng kính này khá là kỹ lưỡng bởi hai lớp túi ni lông bọc hai bên càng kính luôn nha các bạn. Đây, cả hai càng kính đều được bọc rất là kỹ lưỡng. Tạm thời mình sẽ lấy ra nhé. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, vẫn còn mới 100%. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ về tên của mẫu sản phẩm ngày hôm nay, sẽ có tên là Hugo Boss Fashion Masterclass, một mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ Hugo Boss bộ sưu tập fashion. Với mã sản phẩm sẽ là B1039S-86-IR. Các bạn có thể đánh chính xác mã sản phẩm mình vừa đọc vào trang chủ của ship.vn để có thể mua được sản phẩm này với giá tốt nhất. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 53mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn đều có link hướng dẫn cho các bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của mình. Tuy nhiên,
các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng thực tế của khuôn mặt mình và chi tiết hai bên thái dương. Điều này cực kỳ quan trọng nha. Nó giúp cho các bạn có thể chọn được một mẫu mắt kính vừa hợp gu thời trang, vừa mang lại cái trải nghiệm đeo nó thoải mái nhất. Màu của trong kính này sẽ là màu xám cơ bản với 100% chống tia UV. Và về cầu kính, chúng ta sẽ có một chiếc cầu kính 21mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính. Càng kính sẽ là 145mm. Hầu hết kính râm và kính mắt đều có số đo kích thước được in ở bên trong càng kính bên trái. Và tương tự như trên mẫu này, chúng ta cũng sẽ có thông tin như là post nè, tên thương hiệu. Và chúng ta sẽ có mã màu là 1039S với 086IR. Họ in cũng khá là lạ. Và chúng ta sẽ có thêm thông số là 53, 21, 145. Phần càng kính còn lại chúng ta sẽ thấy ngay đây là tên biểu tượng của Hugo Boss luôn, tên một tên Boss đầy đủ và phía dưới sẽ là tên đầy đủ Hugo Boss. Rồi, đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính này. Phía bên ngoài càng kính thì chúng ta sẽ thấy ngay tên Hugo Boss sẽ được in cực kỳ nổi bật trên cái nền màu đen với tông màu trắng như thế này cả hai bên càng kính nha các bạn. Tạo một cái điểm nhấn khá là mạnh cũng như cái độ nhận dạng thương hiệu rất là lớn dành cho mẫu mắt kính của chúng ta. Về dạng khung trên mẫu này sẽ là dạng kính vuông. Đối với kiểu kính vuông, nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt tròn nè, nó sẽ giúp tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt của bạn trở nên cân đối, thanh thoát hơn khá là nhiều. Màu khung ở đây chúng ta sẽ có màu Brown Havana, nó hơi tối màu một chút xíu nha các bạn, đây là màu đồi môi. Chất liệu khung sẽ là nhựa plastic, ưu điểm của loại nhựa này là đa dạng về kiểu dáng, màu sắc cũng như đáp ứng được cho nhiều lứa tuổi nè. Thường được đệm bên trong là một cái lớp kim loại nhằm tăng cái độ bền cho sản phẩm, dễ dàng uốn cong để phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Và nó cho cái cảm giác đeo cực kỳ thoải mái vì nó có trọng lượng vô cùng nhẹ và đặc biệt an toàn, không gây kích ứng cho da. Đó là những cái ưu điểm trên cái vật liệu này, vật liệu khung. Phía trên ống kính bên phải này chúng ta sẽ thấy ngay Hugo Boss, tên của thương hiệu sẽ được khắc lên trên phần trên này, phần góc bên trên của ống kính bên phải, khá là nổi bật, cũng tương tự như một số hãng, để tăng cái độ nhận diện thương hiệu cho mẫu mắt kính của chúng ta hơn. Về phần càng kính, các bạn có thể thấy các họa tiết bên ngoài khá là mềm nha các bạn. Đây là một cái loại nhựa plastic khá là mềm luôn, nó giống như cao su vậy, nó có cho một cái độ bám nữa. Khi chúng ta đeo rất là chắc chắn. Đây, họa tiết thì cũng rất là đẹp, cái họa tiết tổ ong như thế này cực kỳ cao cấp và sang trọng. Các khớp còn cực kỳ chắc chắn, như các bạn có thể thấy đây, hai bên khớp của chúng ta còn rất là chắc chắn. Và qua các góc quay, các bạn có thể thấy là sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay là trầy xước phía bên trên bề mặt sản phẩm, cũng như hai bên càng kính và các khớp còn rất là chắc chắn. Rồi, đó là những cái góc quay thực tế về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến sản phẩm kính mát của Hugo Boss. Hiện tại eShip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như là giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng. Và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.